Chúng ta thấy màn hình cô chia sẻ hướng dẫn làm bài thi cho Lenin chưa ạ? Dạ thấy Đã thôi. có à, rồi bây giờ chúng ta theo dõi ha. Về nguyên tắc là thi Jenny Lenin thì các bạn sẽ mở đồng thời hai cửa sổ là Zoom và LMS, thì cái lịch thi y chang như mình lịch học vậy đó, tức là mở Zoom là các bạn sẽ đăng nhập, bạn sẽ đăng nhập Zoom ở góc độ là tham gia. Thì ví dụ như là bài thi của cô sẽ chủ trì thì cô sẽ đẩy các bạn vào Zoom đó, cô đẩy vào Zoom thì các cái giám thị cũng vào, và giám thị sẽ kiểm tra. Đầu tiên là giám thị sẽ kiểm tra đầy đủ xem là chúng ta đã có mặt trên e-learning hay chưa. Thì bây giờ đó, là trong cái máy tính của chúng ta, các bạn sẽ chụp cho cô cái thẻ sinh viên và bạn làm cái background là bạn làm hình nền ở phía sau lưng bạn á. À, tức là bạn chụp vô Zoom xong rồi khi mà bạn đăng nhập Zoom là bạn phải đưa mặt lên và bạn sẽ chọn background giống như trong cái màn hình của cô, mà nếu mà cô đưa mặt lên cô chọn background thì nó là cái background có sẵn trong trong máy. Còn bây giờ bạn chụp hình thì bạn sẽ chọn cái hình nền là cái hình cái thẻ sinh viên của bạn. À, chúng ta chú ý là cái việc đó chúng ta phải làm trước, chúng ta phải chụp hình rồi chúng ta đưa vào. Ví dụ như bạn chụp hình bạn quăng vô Zalo rồi bạn tải từ Zalo xuống đó rồi bạn làm thử. Như vậy buổi học của ngày mai á, các bạn thử đưa lên xem là đạt yêu cầu hay chưa. Chúng ta chú ý là nó mở lên mà chúng ta thấy cái chữ nó ra là chữ đúng, có bạn thì chụp cái kiểu quay như thế nào mà chữ nó bị ngược hết cô đọc không được đó. Ví dụ như bạn Minh Trưởng thì cô sẽ phải đọc được Minh Trưởng, nhưng bạn chụp cái kiểu gì mà nó lộn ngược hết là không được. Thì bán rau để chi, để giáo viên người ta sẽ chiếu cái mặt của chúng ta, người ta nhìn mặt của chúng ta và cái nhìn mặt ở trên thẻ đúng không. Nếu bạn nào bỏ quên hoặc là làm mất thẻ chứng minh, xin lỗi là thẻ sinh viên, thì có thể chụp cái căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân, mà những cái hai chứng minh đó, một trong ba cái đó rõ nét là chúng ta sẽ phóng lên trên cái màn hình Zoom á. Thì các bạn biết Zoom thì ở bên đây tụi cô theo dõi rồi tụi cô chia với nhau, tức là trong máy tính của tụi cô thì nó bự mà thì cô sẽ phân công theo vùng. Thế nên ví dụ như cô sẽ quan sát là các bạn tưởng tượng trên màn hình máy tính của cô như một camera, nó chia ra thành hai tầng hình ảnh mà hình bự bự chứ không phải là như cái Zoom nhỏ xíu góc đâu. À, nó sẽ là hình bự bự, cho nên là theo dõi quan sát cùng một lúc thì cô nhìn chằm chằm vào cái khu vực của mình quản lý, thì biết bạn nào làm bài không nghiêm túc thì họ sẽ nhắc nhở lần một lần hai, và họ sẽ nếu như chúng ta vi phạm thì chúng ta sẽ bị kỷ luật, chúng ta sẽ bị trừ điểm đó, chúng ta bị kỷ luật, chúng ta trừ bài thi hoặc là chúng ta bị đề nghị là ngưng làm bài thi. À, nhất là những bạn mà lớp cao đẳng thường hay lộn xộn, hay nói chung là làm bài hay hay không có nghiêm túc, hay không có chấn chỉnh, cứ làm lăng quăng đó, thì dễ bị la. Và bạn nào máy máy tính của bạn nào không có camera thì phải đăng nhập Zoom qua điện thoại. Làm sao mà để trên Zoom phải có hình, có video, có video chứ không có giấu mặt giống như như bây giờ được đó. Chúng ta phải xô cái mặt mình lên đó. Vì thế đó, ngay cái ngày thi thì các bạn phải đăng nhập sớm, giáo viên người ta cũng đăng nhập thơ sớm đó, có mấy chục phút để người ta kiểm tra chúng ta đó. Như vậy cái thời gian là 120 phút mà 90 phút làm bài mình nữa nửa tiếng đó để mà họ kiểm tra điểm danh này kia, quy chế này này kia, cho nên là thời gian nó cũng rộng rãi. Nhưng chúng ta không được vào trễ, chúng ta nhiệm vụ chúng ta thi thì chúng ta vào sớm, này có trục trặc kỹ thuật gì thì để chúng ta mới biết được đó. À, mà xử lý nó kịp thời. Thì khi vào đăng nhập là chúng ta sẽ đăng nhập hai cái như vậy. E-learning thì chúng ta biết nộp bài cho cô như thế nào thì làm bài nó y chang, đúng không ạ? Làm bài thì ngay cái lúc tới lúc thi, ví dụ như bạn nộp bài cho cô, tại vì cô yêu cầu chúng ta nộp bài, nộp vào cái phần mà bài cá nhân là bài 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 hai chương đó, hai chương mà dán vô một file nộp vô đó, với một cái bài giữa kỳ và chúng ta nộp, chúng ta cũng như đơn tới nhà các bạn, cái đơn là được bỏ
sau khi mà giáo viên cho phép chúng ta mở thì chúng ta mở đề và chúng ta bài đồng thời trong suốt quá trình đó là sẽ không kiểm soát nổi là chúng ta hỏi bài người khác hay là gì, nên là chúng ta không được đeo tai nghe, nên chúng ta để trần để...